vào tuần 28 tháng 11 ngày hôm nay. Kính thưa quý thầy cô, các anh chị và các bạn, tháng 11 lại về với bao thương nhớ, bao nỗi niềm hồi hồi sao xuyến. Tháng 11 cũng là tháng mà tất cả mọi người đều hướng về ngày 28 tháng 11, ngày tôn vinh các nhà báo Việt Nam. Tôn sư trọng đạo là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Từ những nét chữ đầu tiên cô dạy đến bài giảng của thầy cho chúng em tri thức vào đời. Thầy cô là người mang đến cho chúng ta những bài học, những kiến thức chắc chắn cho ước mơ bay xa bay cao, cho ta hành trang tri thức trở thành người có ích cho xã hội. Sau này dù lối trốn có đi xa đến đâu thì có lẽ chúng ta vẫn sẽ không thể nào quên được những ký ức và lòng biết ơn đối với những người cô, người thầy đã tận tình dạy bảo, dìu dắt các thế hệ học trò đi đến con đường ước mơ. Và đó cũng là lý do mà trường Đại học Sân khấu Điện ảnh tổ chức vòng thi sơ tuyển để chọn ra những tiết mục hay nhất, xuất sắc nhất để tiến vào vòng chung kết. Xin được trân trọng nghệ sĩ ưu tú thạc sĩ Lê Quy Đạt, trưởng khoa lịch sử dân tộc, chủ tịch Công đoàn trường. Nghệ sĩ ưu tú Cao Đức Xuân Hồng, giảng viên khoa sơ cấp. Chúng ta sẽ không còn chần chừ lâu nữa. Chúng ta sẽ đến với tiết mục đầu tiên, đó là